Đây đúng đợi đầu rắn không? Đúng. Này nha. Cái thông lèo này đúng tác hại được mẹ đéo ạ. Đây, ở trên đây rất mát các bạn ạ. Nhưng mà mình đây là lần thứ N mình lên đây rồi, nhưng mà cảm giác nó vẫn cứ thật sự là phê. Đây, đá này rất sắc nhá. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử, văn hóa của huyện Yên Định được xếp hạng cấp quốc gia 2001, cách thành phố Thanh Hóa 40 km về phía tây bắc, cùng với các di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Đông Sơn, Núi Đọ, Núi Nưa. Đền Đồng Cổ là điểm du lịch tâm linh và về nguồn, tạo thành quần thể di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của xứ Thanh, có bề dày truyền thống từ lâu đời. Du khách từ Tipi, Thanh Hóa, ngược rừng thông qua cầu Vạn Hà, sông Chu đến thị trấn Quán Lào, đi chừng 12 cây số lên xã Yên Thọ là đến với đền Đồng Cổ ở thôn Đan Nê, xã Yên Thọ, nơi vừa có phong cảnh hữu tình, vừa có những huyền thoại gắn với nhiều giai đoạn trong lịch sử đất nước. Theo những bậc đá lên đến ngôi miếu cổ trên núi Xuân, du khách có thể thu vào tầm mắt phong cảnh của dòng sông Mã giữa đôi bờ bạt ngàn những ruộng ngô xanh mướt, xa xa phía bên kia sông là Thành Nhà Hồ cổ kính, trường tồn cùng thời gian. Trước đền, hồ bán nguyệt như một tấm gương soi mây trời lồng bóng núi. Bây giờ chỗ đăng chỗ. Ôi, về với rừng chắc phải tuần sau mới đăng. Về cứ xem. Và cứ xem kênh của chú đi, kênh của chú ở đấy nhiều cái clip về Đồng Cổ mà. Rất đẹp. Ui giời, mát thế. Mình rất không gặp may là năm nào mình đi thì cũng là sương mù. Chưa một năm nào trời nắng thật nắng. Để mình có một cái cảm giác là nhìn nó được phê hơn, nhìn xa hơn. Đồng Cổ có núi Tam Thiên thì ở cái ngọn cao nhất của chúng ta là ta đang đứng ở cái ngọn này, là ngọn núi cao nhất của đỉnh núi Tam Thiên này. Có 3 ngọn núi này, một này, đấy, một này, hai này, và ngọn núi này là ngọn thứ 3. Ngọn thứ 3 chúng ta đang đứng đây là ngọn cao nhất này. Quá đẹp luôn. Bên kia là Thành An Tôn. Thành An Tôn thì người ta thường gọi, người ta còn có cái tên khác là Thành Nhà Hồ. Các cháu là đã đi Thành Nhà Hồ chưa? Rồi. À, cực kỳ. Ta xuống đi. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử, văn hóa của huyện Yên Định được xếp hạng cấp quốc gia 2001, cách thành phố Thanh Hóa 40 km về phía tây bắc, cùng với các di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Đông Sơn, Núi Đọ, Núi Nưa. Đền Đồng Cổ là điểm du lịch tâm linh và về nguồn, tạo thành quần thể di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của xứ Thanh, có bề dày truyền thống từ lâu đời. Du khách từ Tipi, Thanh Hóa, ngược rừng thông qua cầu Vạn Hà, sông Chu đến thị trấn Quán Lào, đi chừng 12 cây số lên xã Yên Thọ là đến với đền Đồng Cổ ở thôn Đan Nê, xã Yên Thọ, nơi vừa có phong cảnh hữu tình, vừa có những huyền thoại gắn với nhiều giai đoạn trong lịch sử đất nước. Theo những bậc đá lên đến ngôi miếu cổ trên núi Xuân, du khách có thể thu vào tầm mắt phong cảnh của dòng sông Mã giữa đôi bờ bạt ngàn những ruộng ngô xanh mướt, xa xa phía bên kia sông là Thành Nhà Hồ cổ kính, trường tồn cùng thời gian. trước đền, hồ bán nguyệt như một tấm gương soi mây trời lồng bóng núi. Zoom lại. Trong vòng ít phút để chúng ta tiến hành trận đấu chung kết tranh nhất nhì ở mùa giải năm 2022 lễ hội núi và đền Đồng Cổ xuân nhâm dần, và trận chung kết sẽ tái hiện lại trận chung kết nội dung bóng chuyền hơi ngang giữa hai đội bóng Đan Nê 1 và Tân Bột, và bây giờ là thuyền của Đan Nê 1 và thuyền của Tân Bột sẽ tranh giải nhất ở mùa đua thuyền năm nay. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta nghỉ.